Ronaldo đối mặt với án phạt cấm thi đấu vì hành vi bạo lực. Cristiano Ronaldo đứng trước nguy cơ bị treo giò 2 trận sau hành vi bạo lực trong trận Al Nassr thua Al Hilal tại bán kết siêu cúp Ả Rập. Theo đó, trong trận đấu giữa Al Nassr và Al Hilal vào ngày 9 tháng 4 vừa qua, Ronaldo đã bị đuổi khỏi sân ở phút 86. Cụ thể, khi đội nhà đang bị dẫn với tỷ số 0-2, sau một tình huống va chạm với Alian Bulayhi, CR7 đã có hành động thúc cùi chỏ vào ngực hậu vệ của Al Hilal. Hành vi này đã khiến Ronaldo bị trọng tài chính rút thẻ đỏ trực tiếp. Trước đó, siêu sao người Bồ Đào Nha cũng đã phải nhận một thẻ vàng vào cuối hiệp 1. Theo truyền thông Ả Rập Xê Út, Ronaldo sẽ phải chịu án phạt nặng về hành vi bạo lực của mình. Cụ thể thì ngôi sao của Al Nassr sẽ bị treo giò 2 trận. Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Ả Rập Xê Út dự kiến sẽ công bố án phạt trong hôm nay 16 tháng 4 đối với Cristiano Ronaldo. Nếu bị treo giò, Ronaldo sẽ vắng mặt trong các trận đấu với Al Fayha và Al Khalis tại Saudi Pro League vào ngày 19 và 28/4. Đây sẽ là một tổn thất lớn đối với Al Nassr, đặc biệt khi họ đang nỗ lực bám đuổi Al Hilal trong cuộc đua vô địch. Al Nassr hiện đứng ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 12 điểm kém hơn so với Al Hilal. Đây cũng không phải lần đầu tiên trong mùa giải này mà Ronaldo bị treo giò. Trước đó, CR7 đã bị cấm thi đấu sau trận hòa 4-4 với Al Ham vào đầu tháng 3 vì hành vi phản cảm trước các cổ động viên của Al Sabah. Đáng lưu ý, kể từ khi Ronaldo đến Ả Rập Xê Út, các cổ động viên đối thủ đã liên tục có những hành động khiêu khích ngôi sao người Bồ khi liên tục hô tên Messi để chọc tức CR7 mỗi khi đối đầu với Al Nassr.